xin chào quý vị và các bạn ngày hôm nay tiếp tục là một ngày ít mưa có nắng nhiều tại khu vực bắc bộ rãnh mây rông đang suy yếu và mở dần vùng áp thấp nóng từ phía tây lại có điều kiện phát triển và mở rộng hơn sang phía đông nam cho nên những cơn mưa rào và rông vào lúc chiều tối như những ngày qua không còn cô trăng chỉ là những cơn mưa rào ở mức độ vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc khá nhanh tập trung ở phía tây bắc bộ phần phía đông thì phổ biến là ít mưa Đến trưa chiều trời nắng, nắng nóng xuất hiện cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Tại miền Trung trong hôm nay, thời tiết vẫn duy trì trạng thái ngày nắng nhiều ít mưa. Do dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Thuận đều xuất hiện nắng từ sớm và càng đến trưa chiều thì cường độ nắng càng tăng dần. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Thời điểm nóng nhất là khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến 16 giờ. Càng về chiều tối thì thời tiết bớt oi nóng hơn, tuy nhiên nhiệt độ cũng chỉ giảm về mức từ 30 cho đến 33 độ và phải đến đêm và sáng thì nhiệt độ mới giảm về mức 27 đến 29 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Gió mùa Tây Nam đang hoạt động giảm yếu cho nên trong ngày hôm nay, mưa rào và rông vào lúc chiều tối tạm thời giảm dần tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào lúc chiều tối. Chỉ còn là những cơn mưa rào nhẹ xuất hiện trên khoảng 1 phần 3 diện tích khu vực và cũng kết thúc khá nhanh. Và ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Tiếp nối bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng đến với dự báo thời tiết cho các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị, nằm trong hình thế thời tiết chung với các tỉnh Bắc Bộ nên ngày hôm nay vào đêm và sáng, tại thủ đô Hà Nội trời còn nhiều mây và bầu không khí khá mát mẻ với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng tầng 8 giờ sáng, nắng đã bắt đầu xuất hiện và càng về gần trưa thì vùng áp thấp phía Tây càng phát triển và mở rộng hơn nên thời tiết còn nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhanh. Trong khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 15 giờ là thời điểm nắng mạnh nhất và nền nhiệt độ tại Hà Nội sẽ đạt mức là 35 độ. Thời tiết chuyển dần sang trạng thái nóng hơn cho nên cảm giác có đôi chút khó chịu, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Vì thế quý vị vẫn nên tránh ra ngoài đường lâu vào những thời điểm nắng gắt và tăng cường ăn uống đủ chất, bổ sung thêm các loại hoa quả có vitamin để đảm bảo sức đề kháng cho cơ thể. Tại thành phố Hải Phòng ngày hôm nay cũng là một ngày có nắng, nên nhiệt độ tăng lên so với ngày qua. Tuy nhiên, do nằm giáp biển cho nên nhiệt độ cao nhất trong ngày có phần thấp hơn so với thủ đô Hà Nội và giao động xung quanh ngưỡng 34 độ. Thời tiết dịu hơn một chút nhưng vẫn còn khá nóng. Đêm và sáng thì tiết trời khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ ở vào khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Nằm sát biển, đời gió đông nam vẫn còn thổi nên vào đêm và sáng, độ ẩm trong không khí vẫn khá cao, sắp xỉ 90%. Lui xuống miền Trung đến với thành phố Vinh, Ngày hôm nay nắng xuất hiện từ khá sớm và nền nhiệt độ đạt mức 27 cho đến 28 độ vào buổi sáng. Càng về trưa thì cường độ nắng càng gia tăng cùng với độ ẩm giảm dần. Thời tiết xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 35 cho đến 36 độ. Trời nắng nóng cùng với độ ẩm giảm thấp làm cho cảm giác khô nóng càng thêm rõ rệt. Khi đưa thông ngoài trời thì quý vị nên mặc thêm các loại áo chống nắng có chất liệu thô và dày vừa có khả năng thấm hút mồ hôi, lại vừa có tác dụng ngăn tia tử ngoại từ mặt trời, gây hại cho da và sức khỏe. Ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành miền Trung sẽ tiếp tục nắng và nóng. Đến lúc giữa trưa thì nhiệt độ có thể lên mức 35 đến 36 độ. Nắng lên, thời tiết phù hợp cho việc giặt và phơi đồ cũng như là hong phơi thủy hải sản khô của bà con vùng biển tuy nhiên thời tiết ngoài khơi lại không được tốt gió tây nam hoạt động khá mạnh gây biển động sóng biển cao và nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền nên bà con ngư dân không nên ra khơi đánh bắt trong thời gian này Thưa quý vị, trong những ngày hè này thì quý vị có thể đến với thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt xinh đẹp để làm dịu cơn nóng. Khác hẳn với thời tiết miền Trung nắng nóng, ngày hôm nay và buổi sáng tại Đà Lạt trời vẫn rất nhẹ với nhiệt độ chỉ ở vào khoảng từ 16 đến 17 độ. Trời phổ biến không mưa, hứng nắng nhẹ nhưng nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ đạt mức từ 23 đến 24 độ. Gió Tây Nam đang hoạt động suy yếu mang đến cho thành phố Hồ Chí Minh kiểu thời tiết nắng nhiều hơn vào ban ngày và mưa rào và rông vào lúc chiều tối có xu hướng giảm so với những ngày trước đó. Mưa xuất hiện sau 16 giờ với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh, nên tình trạng ngập úng tại các tuyến phố trũng không có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, trước khi đi làm vào buổi sáng, thì quý vị vẫn nên chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa bất chợt vào lúc chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở thành phố trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ và cao nhất ngày không vượt quá mức 34 độ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.